Tôi nói với chị và phụ kiện, chào toàn thể các bác. Nay tôi sẽ làm một cái video giới thiệu chi tiết về chiếc loa Q92 để các bác nào là khách hàng mà mua hàng, sau khi mà nhận được sản phẩm thì thứ nhất là sẽ biết mình nhận được một chiếc loa thì nó bao gồm những cái phụ kiện kèm như thế nào đi theo cái giá trị mà các bác mua. Thứ hai là sẽ giới thiệu về hướng dẫn sử dụng về chiếc loa Q92 cho tất cả các bác đã mua hoặc là sắp sửa mua thì sẽ hiểu được về cách sử dụng của loa Q92 qua một cái video rất ngắn thôi, 1-2 phút thôi là các bác có thể xem được cái nội dung video. Tôi nhắc luôn các bác là để đặt hàng mua hàng thì bác alo trực tiếp theo cái số điện thoại ở bên này. Đây ạ, các bác nhìn thấy hai đầu số này, các bác điện số đó để được nhân viên hỗ trợ tư vấn trong tổ bán hàng online. Anh em chúng tôi sẽ tư vấn cho các bác về cái sản phẩm loa cao cấp Q92 bẫy chim cực kỳ hiệu quả này. Với một chiếc loa Q92 thì đây là cái vỏ hộp của nó. Các bác lưu ý là đây là vỏ hộp có chữ Daily. Đấy, bên ngoài đấy là bên ngoài nhé các bác nhé. Có cái mã số là Q92 ở đây. Ở bên trong thì phụ kiện của loa Q92 sẽ gồm có là một chiếc điều khiển. Và điều khiển của loa Q92 thì dùng pin. Pin này thì dùng hết các bác sạc. Đây là một chiếc thân loa chính. Đây là thân loa của Q92. Phía bên dưới các bác nhìn kỹ cái thông số kỹ thuật của nó. Khi các bác giao nhận hàng, bưu tá giao hàng, các bác nhìn nó thông số nó đúng như thế này này. Đấy là cách kiểm tra hàng. Các bác nhìn kỹ chưa? Rồi, ok. Ở đây là loa Q92 Daily. Ở đây là cái bảng điều khiển cơ, tức là dùng bằng tay. Thế còn thông thường thì các bác sẽ dùng bằng cái bảng điều khiển ở trên remote này, trên điều khiển này. Ở loa Q92 thì chạy qua hai cổng dữ liệu là thẻ nhớ SD và cổng USB. Ở đây là những cái đèn báo. Đây là cái mẫu loa mới có đèn báo sạc pin này. Ở đây là cổng sạc 9V. Đây là phím mở loa. Cái phần này tí nữa tôi sẽ chi tiết về phần hướng dẫn sử dụng. Giờ là những cái phụ kiện đi kèm cho các bác thôi. Sạc pin. Sạc pin này là sạc pin của loa các bác nhé. Đây là sạc pin của điều khiển. Thì một cái cổng thì các bác cắm vào đây. Một cái thì cắm vào cái sạc smartphone của các bác này. Đấy là như này là các bác có thể sạc được cái pin trong loa này. Rất là dễ. Và ở phía bên dưới thì nó sẽ có một cái túi đeo loa cho các bác. Để các bác đi bẫy thì các bác đeo vào. Đấy, rất là phù hợp. Rồi, ok. Rồi, ok. Đấy là những cái phụ kiện mà khi các bác mua, các bác sẽ nhận được cái giá trị sản phẩm đấy như vậy. Nó chưa bao gồm có thẻ nhớ. Nếu các bác mua thẻ nhớ thì sẽ cộng thêm 100.000 và tính theo giá trị của cái thẻ nhớ. Không mua thì cái loa Q92 hiện cơ sở chúng tôi đang kinh doanh online và bán trực tiếp cho các bác ship đến tận nhà với giá là 700.000 đồng. 700.000 Việt Nam đồng là chúng tôi đã bao cước phí vận chuyển đến nhà cho các bác rồi. Bây giờ sẽ đi chi tiết vào sử dụng cái bảng sử dụng trên tay điều khiển. Rất là nhanh gọn thôi. Tôi giới thiệu luôn luôn là đơn giản và dễ hiểu các bác nhé. Các bác lưu ý là đây là cái điều khiển trên cái những cái phím thông thường ở đây. Thì thông thường các bác chỉ sử dụng phím play. Ở loa Q92 khi mà các bác mở lên ý, thì bao giờ nó cũng chuyển sang cái chế độ là pause it, tức là tạm dừng. Thì mình đi xa, mình ra đến chỗ ẩn náu lều thì mình mới bấm vào đây. Này tôi bấm, đây tôi ví dụ thôi. Chứ còn các bác sử dụng nhiều rồi các bác cũng không cần phải hướng dẫn quá chi tiết làm gì. Này tôi sẽ dùng cái này tôi chỉ. Thì đây là phím play pause it, khi các bác cần nó chạy thì các bác bấm play. Khi các bác cần nó dừng lại các bác lại bấm vào đây thì nó sẽ pause it dừng lại. Ở đây là volume to, ở đây là volume nhỏ, tức là điều chỉnh âm lượng. Ở đây là phím bên này là lách bài lên, bên này là lùi bài. Ở phím này là phím ghi âm. Các bác lưu ý là phím này các bác bấm vào nó sẽ chuyển sang chế độ ghi âm.
Sau khi hết file ghi âm các bác lại bấm vào play nó lại chạy. Khi các bác muốn nó chạy lại cái file ghi âm này thì các bác khởi động nguồn lại máy. Các bác lại ví dụ đang chạy thì các bác đang chạy này thì các bác tắt nguồn đi. Các bác bấm vào đây giữ trong vòng khoảng 5 giây thì ở đây nó sẽ hiện lên cái cổng giữ thẻ dữ liệu là nó chạy cái thẻ ghi âm. Đấy là cái chức năng ghi âm trên loa Q92. Còn chức năng tua bài, vớt bài thì bình thường cái loa này nó đã là ở chế độ auto vớt, tức là tự động vớt lại một bài rồi, các bác không cần phải điều chỉnh bất cứ vào đâu. Đấy, rất là đơn giản cho tất cả các bác sử dụng thôi. Nói chung là ở các cái phím 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 này thì nó tương ứng với số bài. Các bác nhớ được số bài các bác bấm vào chữ số, không nhớ bài thì các bác cứ lách dần lên thì nó sẽ đến được những cái bài mà cần thiết. Đấy là về cơ cấu hoạt động ở cái bàn phím. Thế còn dùng hết pin thì các bác sạc pin thì sạc vào đây. Ở đây là cái công tắc nguồn bật lên và bật xuống. Bật lên là đèn xanh báo như này là đã nhận tín hiệu, gạt xuống là tắt chức năng này. Ở với một vài trường hợp mà các bác ngồi ở quá xa vị trí điều khiển và loa tầm độ 200-300m thì các bác rút anten lên. Đấy, rút anten này lên để bắt sóng tốt hơn, ở loa nó cũng có cái điều khiển để rút lên. Đơn giản vậy thôi. Cổng dữ liệu thì đọc ở đây các bác này. Thẻ nhớ các bác cắm vào đây, thẻ USB các bác cắm vào đây. Sạc pin thì các bác cắm vào đây. Vừa rồi tôi đã giới thiệu một cách cái nội dung nó rất là đơn giản dành cho tất cả các bác tham khảo về mẫu loa bẫy chim cao cấp Q92. Các bác có nhu cầu mua thì bác alo trực tiếp cho cơ sở của tôi. Tôi nhắc lại là sẽ có rất nhiều, sẽ có anh chị em, tức là có lúc thì cả con trai, có lúc cả con gái trong cái tổ làm việc bán hàng online chúng tôi sẽ hỗ trợ các bác trong cái việc là tư vấn mua hàng, đặt hàng, bảo hành cho sản phẩm chuyên nghiệp. Hãy đến với chúng tôi để nhận được cái dịch vụ tốt, tất cả mọi vấn đề là được giải quyết nhanh gọn. Điện thoại nhận từ 5 giờ sáng đến 12 giờ đêm, các bác cứ điện thoải mái, anh chị em làm việc rất chăm chỉ. Chúng tôi nhận ship hàng toàn quốc thông qua cái dịch vụ ship hàng qua ngành bưu điện. Các bác nhận hàng, kiểm tra hàng phải thanh toán tiền. Bây giờ tôi sẽ đăng tải cái video này ngay. Các bác mua, ủng hộ thì liên hệ trực tiếp. Xin trân trọng cảm ơn.